Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã phát thông báo khẩn về việc tìm một tài xế GrabBike đã chở bệnh nhân COVID-19 số 450. Cụ thể, tài xế này đã chở nữ bệnh nhân COVID-19 số 450 từ Bệnh viện Quốc tế City ở số 3 đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đến con hẻm số 21-63-15, đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2020. Được biết, bệnh nhân 450 không đặt xe qua app nên không thể tìm thấy thông tin người tài xế này qua lịch sử đặt xe. HCDC yêu cầu tài xế Grab này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Số điện thoại 0869 577 133 để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Trước đó, HCDC cũng đã có thông báo về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 450. Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, bệnh nhân 450 đi bộ đến AMO Bình Tân từ 1 đến 2 lần một ngày để mua thức ăn. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân 450 có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân 450 được xác nhận là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân 450 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Ngày 29 tháng 7, Bộ Y tế cũng yêu cầu những ai có lịch trình di chuyển như sau tại Thành phố Hồ Chí Minh: 1. Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2020. 2. Bệnh viện Quốc tế City, số 3 đường 17A, Bình Trị Đông, Bình Tân, từ 10 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2020 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. 3. Khách sạn Thanh Danh 2, số 104, 110 đường Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5, chiều 21 tháng 7 năm 2020 và sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020. 4. AMO Bình Tân, số 1 đường 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020. Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng 1900 9095 của Bộ Y tế hoặc 0905 108 844 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng hoặc 0914 085 388 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam hoặc 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội hoặc 0869 577 133 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.